xin gửi chào tất cả các thầy cô giáo của trường và các học sinh của trường và các học sinh. Xin được giới thiệu là Phát, học sinh khóa 2006-2009 của lớp cô Vũ Thị Ba. Và chắc chắn phải các bạn, để các bạn đợi lâu mình sẽ bắt đầu luôn phần của mình nhé. Có thể cho mình 6 tay rồi đúng không ạ?